vào khoảng 12 giờ trưa hôm qua, một chiếc xe khách chạy với tốc độ cao trên xa lộ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, khi chuẩn bị lên cầu Sài Gòn thì bị mất lái, tông hư hỏng nhiều đoạn giải phân cách. Rất may không có thương vong về người. Sau đây là ghi nhanh của chương trình về vụ tai nạn này. Thời điểm trên, chiếc xe khách loại 16 chỗ lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng Suối Tiên đi quận 1. Khi đến chân cầu Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2 thì bất ngờ mất lái, lao qua trái, tông thẳng vào giải phân cách giữa hai làn đường dành cho ô tô. Lúc này nhiều phương tiện khác đang lưu thông phía sau hốt hoảng tránh né. Chiếc xe ô tô tông văng nhiều trụ sắt của giải phân cách. Phần đầu xe bị hư hỏng, may mắn tài xế không bị thương. Sau đó xe cứu hộ được điều đến di dời chiếc xe gặp nạn.